Xin chào quý vị và các bạn, sau đây là chương trình review những tình tiết mới nhất của chúng tôi về bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Ngay khi còn nhỏ, Hoàng Duy là một đứa trẻ hay đau ốm bệnh tật. Vì mẹ mất sớm nên Duy trở nên lầm lì, ít nói, khiến ông Long thất vọng về đứa con trai đích tôn này. Thế nên, ông Long sớm tìm một người mang thai hộ, sinh cho ông một cậu con trai thông minh, kháu khỉnh. Ông sẽ rèn giũa trở thành một người kế nghiệp của Hoàng Kim trong tương lai. Từ ngày có sự xuất hiện của em trai Hoàng Quân, mọi kỳ vọng đều đặt lên vai của Quân. Quân không có tuổi thơ như một đứa trẻ bình thường, còn Duy thích làm gì thì làm, học gì thì học. Hoàng Duy nhìn em trai sống trong chiếc lồng. Duy là người sống trọng tình cảm, nên Duy cảm thấy thương cho em trai vô cùng. Duy tự nhủ sau này lớn lên sẽ bảo vệ, che chở cho em. Liệu rằng trong cuộc chiến tranh đầy quyền lực này, Hoàng Duy sẽ làm gì để duy trì mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay của hai anh em? Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Cuộc sống của Hoàng Duy từng khiến nhiều đứa trẻ khác ao ước, thèm khát khi được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, lại có một người mẹ phúc hậu, rất mực yêu thương. Có điều, mọi thứ lại thay đổi khi mẹ Duy đột ngột qua đời, để lại anh lạc lõng giữa dòng đời. Từ ngày mất mẹ, ông Long vốn là kẻ độc tài chuyên quyền, chỉ biết là vào công việc, khiến Duy có bố mà như không. Từ một đứa trẻ thông minh, hay nói hay cười, Duy mắc bệnh tâm lý, trở nên lầm lì. Anh còn thường xuyên đau ốm bệnh tật, ăn cơm bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhìn Hoàng Duy, ông Long chỉ biết lắc đầu, thở dài. Cái cơ nghiệp họ Hoàng chẳng lẽ lại trông chờ vào một đứa trẻ ốm yếu như vậy? Rồi ông Long lại nhìn sang đứa em trai tật nguyền, lòng bảo dạ. Số phận thằng Lâm, thân nó còn lo chưa xong, thì mong gì có chuyện vợ con. Trong căn nhà rộng lớn chỉ trơ trọi ba người đàn ông Long suy đi nghĩ lại. Giờ vợ ông đã mất, chỉ còn một cách để họ Hoàng không tuyệt tự tuyệt tôn. Ông sẽ tìm người mang thai hộ, sinh cho ông một cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Ông sẽ đào tạo để nó trở thành người trung lưng đấu cật. Thế nên, khi bà Lý Mai vừa mới mổ yên mả đẹp được một thời gian, ông Long đã tức tốc thực hiện ý đồ của mình. Trong hàng tá cái tên sáng giá muốn giữ giống cho ông, nổi bật là Nhật Mai. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, khả ái, cô còn là sinh viên ở một trường danh giá. Đặc biệt, cô có nhiều điểm tương đồng với người vợ đã quá cố của ông. Nhật Mai nhắm mắt đưa chân, bán rẻ tuổi trẻ, bán rẻ thanh xuân. Chẳng qua gia đình khó khăn, bố cô lại mắc bệnh hiểm nghèo, cần số tiền lớn để chạy chữa. Không thể nhìn bố ra đi như vậy, Nhật Mai tự mình ứng cử. Chỉ cần đồng ý sinh con với ông, cô sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ, vừa giúp cho bố chữa bệnh, vừa giúp cô làm lại từ đầu. Gia đình cô cũng không còn chạy ăn từng bữa. Ngẫm lại cuộc giao dịch này, cả hai cùng có lợi. Để tiện cho việc mang thai, dưỡng thai, ông Long để Nhật Mai sống trong điều kiện tốt nhất, được ở lại căn biệt thự triệu đô, có người chăm sóc và phục vụ. Chỉ một năm sau khi về nhà họ Hoàng, Nhật Mai đã sinh cho chủ tịch Hoàng Kim một đứa con trai mập mạp, trắng trẻo. Bế Hoàng Quân trên tay, ông Long nở nụ cười mãn nguyện, thầm thì: "Con trai à, sau này mọi việc phải trông chờ vào con." Điều đáng nói, sau khi nhận con, ông Long và Nhật Mai sẽ chấm dứt giao dịch. Nhưng khi đó, ông Long đã si mê nhan sắc của Nhật Mai, lại là mẹ của con mình, nên ông chủ động đề nghị muốn cô trở thành người nâng khăn sửa túi cho ông. Còn Nhật Mai, phần vì máu mủ ruột già, cô không nỡ bỏ lại đứa con đỏ hòn, phần vì ham cái gia sản cách xù, ham cuộc sống ăn sung mặc sướng mà cô đã bất chấp dư luận, leo lên cái ghế phu nhân của chủ tịch Hoàng Kim. Từ ngày có Hoàng Quân, Hoàng Duy chẳng còn phải chịu áp lực nào từ bố, không còn những câu nói ngao ngán, nào là con trai gì mà yếu đuối, sau này lớn lên thì làm được trò trống gì, nào là Duy không xứng đáng là con trai của ông. Ông không hy vọng ở Duy nên ông cũng chẳng kỳ vọng. Ông tùy thể trạng, tùy sở thích của Duy mà cậu muốn làm gì thì làm, học gì thì học. Còn Hoàng Quân lại khác, ngay từ khi mới đẻ ra, ông đã muốn Quân phải giúp ông nở mày nở mặt, phải là người kiệt xuất. Nên mới bé tí, ông đã vạch ra đường đi nước bước cho Quân.
Mới 3 tuổi mà Quân đã phải đọc thông viết thạo, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng phải biết hơn người. Quân lớn lên không có một tuổi thơ được vui đùa, không có bạn bè mà chỉ có học và học. Lại được Nhật Mai, muốn Hoàng Kim thuộc về con trai của mình, nên cô đồng tình với quan điểm nuôi dạy con của ông Long. Hoàng Duy thấy em trai như vậy, cảm thấy thương Quân vô cùng. Nói thật, nếu không có sự xuất hiện của Quân, thì người đang phải giam cầm trong chiếc lồng vàng ấy chính là anh. Vốn là người sống trọng tình cảm, Duy vô cùng yêu quý đứa em này. Hơn nữa, lúc lầm thời mẹ Duy còn sống, bà từng dạy con phải coi trọng chữ tình hơn tất thảy. Không nên vì chữ tiền mà đánh đổi, bất chấp luân thường đạo lý. Bà còn tỉ tê với con trai, sau này nếu con có em, phải yêu thương, che chở cho các em, dù không cùng một mẹ sinh ra. Nhưng Quân luôn quấn quýt, hai anh em tình như thủ túc. Nhìn vào chẳng ai biết hai đứa trẻ ấy lại cùng cha khác mẹ. Một Hoàng Duy bay nhảy tự do khám phá thế giới, với một Hoàng Quân bị sống trong khuôn khổ, trong kỳ vọng. Bất giác Duy cảm thấy thương em trai vô cùng. Đã thế, Hoàng Duy dưới sự chăm sóc, dưới sự yêu thương của bà Kim Nhung, một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, một người phụ nữ cứ nghĩ mình đã mất con nên xem Duy như khúc ruột của mình, luôn dạy cho anh cách làm người. Bảo sao Hoàng Duy sống cởi mở, hòa đồng, trọng chữ tình, khác hoàn toàn với ông bố tài phiệt. Dù còn rất nhỏ, nhưng Duy đã sớm tự lập vì không muốn chịu sự kìm kẹp của bố. Và Duy đã xách vali sang trời Tây, tự mình bươn chải, tự mình học tập và mưu sinh. Ông Long đồng ý, vì bây giờ có bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu tâm huyết, ông đặt hết lên đứa con thứ hai. Cũng là đi du học, nhưng Quân phải đi theo lộ trình, phải gò bó trong khuôn khổ căng thẳng, dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhật Mai. Cuộc đời của Hoàng Quân nhưng lại do bố mẹ định đoạt. Từ nhỏ tới lớn, Quân phải nhìn sắc mặt của bố để sống, luôn phải làm hài lòng bố. Quân chẳng có lấy một người bạn, người mà Quân có thể nhỏ to tâm sự chỉ có thể là anh trai. Bảo sao Hoàng Duy thương em trai, còn Quân cũng quý trọng, tôn kính với anh. Thế nhưng giờ đây, khi anh em khôn lớn trưởng thành, kết quả thu về lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng Quân được uốn nắn, rèn luyện từ nhỏ, nhưng anh chỉ biết dập khuôn theo những gì mình được học, được gieo vần từ đầu, chứ không nhanh nhạy, xuất chúng, không được trải đời, không có nhiều kinh nghiệm như anh trai của mình. Giờ đây ông Long cũng thấy được bản lĩnh của Duy, và người có tâm, có tầm, đủ sức thay ông để cả đáng cơ nghiệp, nên ông Long quyết định trao Hoàng Kim lại cho Hoàng Duy quản lý. Nhật Mai hay tin, cô tức giận, vội bay về nước, quyết làm mọi cách để tranh quyền đoạt vị cho con trai. Liệu rằng dã tâm của mẹ kế có thành hiện thực, và liệu rằng tình huynh đệ của Duy và Quân có vì trận chiến này mà bị sứt mẻ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!